Lâu lắm rồi không đi câu anh em nhé, hôm nay đi câu nhé. Đây lăng xê của mình thì vẫn còn khoảng vài chục bộ nữa. Lăng xê mình đánh thì kinh khủng tợn rồi. Anh em nào lấy rồi thì biết nhá, tại sao giá lăng xê của mình lại 50.000 bộ nó đắt đến như vậy. Anh em dùng rồi thì biết, bây giờ mình đa số nó mình gửi cho mấy anh em cũ anh em dùng rồi, còn khách mới thì rơi khoảng tầm 30% thôi. Anh em nào lấy thì để lấy số điện thoại cho mình nhá. Đây thì hôm nay mình hướng dẫn trộn mồi các kiểu thập cẩm chi cương cả cái mồi của mình đấy. Anh em xem nay đi câu có hàng gì không nhá. Nửa năm rồi không đi câu. Xem có quên nghề không. Ok anh em. Anh em lâu lắm rồi thì hôm nay mới đi câu nhá. Chắc đến nửa năm rồi. Hôm nay đi đánh lăng xê nhá. Đây, mồi thì vẫn thế này. Cái này tối thế nhỉ? Để bên này nó sang chút. Vẫn thế thôi anh em. Đây khoai lang này, 8 làng khoai lang, 2 gói chấp tàu, 1 thìa cơm này, chuối tây này, 2 quả chuối tây chín anh em nhé. Gói mồi dụ của mình này, 2 gói mồi dụ của mình nhé. Giờ bóp đeo lên thôi. Ở đây lâu lắm rồi không đi, rất là đã quên nghề cho anh em. Không biết là hôm nay có được con sớ muối gì không. Lâu lắm mà mình không đi câu nên là cái lăng xê bán nó cũng chậm hơn mọi khi. Tương tác kênh nó ít nên là lượng người theo dõi nó thấp hơn, bởi vì không ra video anh em. Nay mình cũng chỉ tranh thủ đi thôi, xem được cá thì tiền quảng cáo cái lăng xê và cả cái mồi của mình luôn. Cũng bận lắm anh em ạ, không đi câu được. Anh em mà đi đánh ít thì trộn ít thôi, 4 làng khoai lang, 1 gói chép dầu, mấy cả 1 gói mồi của mình, 1 quả chuối, 1 thìa cơm. Đây là mình nhân đôi số lượng lên, mình câu nhiều thì nhân đôi số lượng, thừa thì về bỏ vào tủ lạnh. Không sao. Đấy, khi mà trộn đúng như này thì nó hơi khô này, hơi khô anh em cho thêm khoảng trên lưng bát nước con nữa. Trên lưng bát nước con nữa vào là ok. Mồi của mình chuyên trôi là chủ yếu anh em nhé, chuyên trôi. Chép vẫn dính, chấm vẫn dính nhưng mà nó chủ yếu nó là trôi thôi. Anh em nào mà hồ mà có trôi ấy, quánh sớm.
Đấy, như này xuống hồ ném vào bánh thôi anh em. Đây, mình nắm trước hai cục lăng xê để xuống hồ đỡ phải nắm nha anh em nhé. Đây, lăng xê của mình nha anh em. Lăng xê thì hiện tại vẫn còn anh em nhé. Còn không nhiều, còn mấy chục bộ thôi. Anh em nào lấy để lấy số điện thoại mình alo. Mấy anh em mà mới xài lần đầu ấy thì thắc mắc giá cả, anh em dùng lâu rồi thì biết rồi, không thắc mắc nữa. Bây giờ đa số là bán toàn anh em quen, anh em dùng còn lâu rồi thôi, mới thì rất chi là ít. Anh em xỏ ngược lưỡi vào cũng được, xuôi lưỡi vào cũng được. Không quan trọng là phải xỏ ngược lưỡi ra như này đâu. Tại vì xuống nước, khi mà xuống nước cái đằng nào những cái hạt xốp này nó cũng bung ra ngoài mà anh em. Xỏ ngược cũng được, xuôi cũng được, không quan trọng. Ok, có một cái cuối thì không cần phải cắm bởi vì xuống nước đằng nào nó cũng bung ra anh em. Lâu lắm rồi không đi câu, không biết là còn được cái gì không, quên nghề chưa hay là cá nó quên mồi mình chưa. Hy vọng là không móm để anh em có video xem. Đang dịch bệnh này không biết là nào. Xuống hồ lại dịch nó lại chết người thì đúng là ôi giời ơi. Hôm nay thì nắng to lắm anh em ạ. Tự dưng nó dở cơn lên thì muốn đi thôi. Ok, mình nắm trước hai cục này anh em nhé. Ok, bây giờ cho mồi vào túi thôi. Em nắm trước ở nhà này thì xuống hồ không phải nắm thôi. Cái hồ này mình đi câu thì nó có 100.000 thôi, hồ cá nhỏ ấy. Chính ra là người ta không cho đánh lăng xê đâu, nhưng mà mình cứ đánh đó. Ok, bây giờ đi chuẩn bị cần câu thôi. Ra đến hồ rồi mình quay phim tiếp anh em xem nhé.
xem hôm nay kết quả như nào. Tắt chưa? Từ chồng. À đây. Mới nở. Năm nào. Cái này đâu phải là ăn đâu mà nó ấy vào chứ. Xuyên qua lưng gì? Mười phút chắc cũng phải cỡ 10 phút rồi. Cái này quay nó tự lưu vào cái phần 40 giây phút đấy à? Cẩn thận nó nọt đấy chồng. Hôm trước nó chả rọt à. Ok.
Nhanh quá, 10 phút mấy con. Lôi nó vào đi, nó chạy đi đâu rồi? Uầy, nó ở đâu rồi? Rơi ra ngoài luôn. Ấy, dập cả tay luôn. Cái này nó tự lưu à hay như nào? Ừ, nó tự lưu. Ôi, băng sư rồi. Ok. Đâu quần nó chứ nào? Đâu? Ở đây. Chưa nhìn thấy phao ở đâu cả. Ôi, hình như con kiến đốt vợ rồi sao ấy? Anh đã phải cố gắng vất vả nỗ lực để kéo con cá to một yến. Đang chưa nhìn thấy cái phao của nó đâu. Wow. Chép to. Wow, con này phải đến 2 cân. Vượt vượt, trôi trôi. Cẩn thận, nó rơi, nó ở mang đấy. Ui đây. Ui.
đi bắt công, bắt công, bắt công. Wow, mày đã bị súng vào giò. Uầy, con này to đấy. Bạn thấy tớ làm có được không? Các bạn ở đây đấy. Uầy, con này có bầu chưa cả? Con này đến đôi cân. Đôi ống mồm này chắc đôi cân các bạn ạ. Uầy, nhìn nha, lăng xê đấy. Quay lăng xê này. Anh em xem lưỡi ngon không? Không ngoảy cái tí nào nhá. Lưỡi xịt nhá. Con này là thừa tiền hồ rồi. Một bình con này thừa. Không kịp lắp mồi câu à. Trời ơi, trông hơi sợ bị ghê. Con gì thế này to cắn à? Trên cắn tao quay mặt nhìn đi đâu đó, quay đây nào. Chưa đầy một tiếng đã được 4 con các bạn ạ. Về. Về. Chép. Ui, chép to phết đấy trong ạ. Gần phớt đấy. Chép to. Ui. Phải xem con kia. Wow. Cẩn thận, phở cầm cho, phở cầm cho. Cẩn thận nó đứt. Mày chết cha mày nhá. Uê. Uê. Chép vàng. Uê, con này ngon hơn con kia bạn ạ. Con này con chép được. Uê, con này phải đến 2,5 cân. Hôm nay chồng tôi cứ sướng thì cười. Cái này nó móc vào này không thể đi được. Cẩn thận đứt tay. Dậy đứt tay. Ôi, không lưỡi nào vào trong mồm này. Uầy, cẩn thận nhá. Không lưỡi nào vào trong mồm này, móc vào cầm này. Cẩn thận không đứt tay đấy. Cho nó ra ngoài, nó cà to nhưng cái lưỡi câu nó đóng tay. Cảm giác thật phê các bạn. Cứ được cá là vui rồi. Một tiếng hơn tiếng mình đã được năm chú cá.
Nỗ như này thì được người khác chưa? Con này còn đực ngon hơn con kia chửa. Bạn ơi, về con đen là cái ạ. Ừ, con đen con cái con sửa bắt con đực ấy. Con đực là đỡ ấy. Con đực ngon hơn. Con đực này nó phải già lắm lắm rồi. Ừ, đây. Anh em bắt một con ra lưới nhá. Vứt ô trong này, vứt ô trong này. Nhảy mẹ luôn. Quay sát vào thằng năm. Nhiều cá quá. Đây lưới một con anh em nhá, lưới con này. Con này chắc là 2 cân nhỉ? 2 được, nó lấy được 2 cân. Đấy, con siết đầu túi lại cho xuống. Hay nướng một con trôi nữa. Con chép kìa, không ăn bếp nha, không ăn hết. Cười tươi. Anh em đây, mang than thông lớn một con nhá. Anh em nướng 2 con nhá, một trôi một chép. Ôi. Cháu mời cụ Facebook ăn. Cháu mời cụ Facebook ăn ạ. À. Cá này cháy vỏ nha anh em nhá, chứ không phải là cháy đâu nhá. Bây giờ lột vỏ ra phát là thơm luôn. Đây, em đang định bảo cá này thì ăn uống cái gì? Lột vỏ, lột vỏ thường đi. Đấy. Đấy, gậy vỏ ra nhìn xịn sò. Con dao, đó. Dao sọc không? Đấy, cứ thế khỏi thôi. Đấy, đấy, đấy dao đâu bao giờ đâu biết. Gãy sát góc xong lột vẩy lên. Wow, trời cứ thế à? Cứ vẩy, vẩy nó chứ, nghe cái da của nó đang ăn được ấy. Da. Cái vẩy của nó chả ấy hết. Vẩy cháy à? Rồi, thôi, ăn chi lột vẩy bỏ. Anh ơi đừng cạo thế, lúc xuống đây xong thịt nó lại vào cái đấy. Anh gạt phải... nó đi, cạo gạt nó đi. Cạo đi. Anh ơi, nhẹ nhẹ, rượu rượu. Ok bà con. Thôi được rồi. Quay vợ chồng rồi. Ờ vẫn còn nó chạy vào. To, to. Bé. Bé này còn díu cẩn gớm đấy. Ôi là gì phết đấy? Tụt phao rơi phao rồi. Kệ mẹ phao đi. Đấy, con này trôi chắc trôi bằng. Ừ, vật thì cho chắc ăn rượu rồi. Đi từ từ để xem. Đấy, bé. Được. Đây, giật mẹ lại. Trôi nó khỏe. Cái gì đó được. Cố này. Sao đây? Ý luôn đó. Nó vào về anh nhảy xuống anh lấy. Ừ.
này to phết đây gì. Ôi đấy, nó mà giật vào tay đây. Cái này được cất. Anh em sản phẩm đấy nhá, nướng hai con rồi, còn có 4 con thôi, tất cả được 6 con anh em nhá. Hai chép mới cả 4 trôi. Lúc đấy nướng 1 trôi 1 chép rồi. Cái mồi của mình thì chủ yếu nó là trôi, trôi nó được nhiều hơn nhá. Nhưng còn chép chấm thì vẫn cứ dính. Ok anh em. Lăng xê mấy mồi vẫn còn nhá, anh em nào lấy cái để số điện thoại mình. Mình alo, hôm sau nữa là có hàng rồi. Ok. Hẹn gặp lại anh em ở cái video sau, nhưng mà chắc là mình nói là mình ít đi câu lắm. Hmm.